kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Đây là cái bì trấu nè mọi người. Ngân Nga cũng đã đi xin đó mọi người. Ngân Nga đi xin hôm nay rồi nhưng mà cứ quằn biết. Quằn làm công việc nữa để bỏ vào các cái chậu đây nè mọi người. Đó. Rồi mình bỏ hết vào trong các cái chậu đó. Để cho ốc nó bò lên nó nhám nhám nó không có ăn mầm được. Để cho ốc nó bò lên nó nhám là nó không có ăn cái mầm nó mới ra được nha mọi người. Đó. Bỏ chị vào thôi trong ăn cái mầm lắm. Trong này là cái mình cái mầm này, mình đã bỏ thuốc rồi đó mọi người nhưng mà thuốc của nó đỏ đỏ này, đó. Nó hồng hồng đúng không? Mầm đây nè. Mầm nào? Đây này. À hôm bữa trước thì nó cũng đã ăn cái mầm đây này, cái mầm dưới đây đây, đó. Nó đang ăn lỡ dở rồi cứu được á. Đang ăn lỡ dở cứu được hả? Ừ. Đó. Trời ơi. Sáng sớm anh ra chứ gì đúng không? Tối. Năm. Mấy? Tối. Chứ bữa nào sáng sớm ra cũng bắt mấy con. Mưa, bữa đó mưa nó cũng lên. À, đó, phải bỏ vô trong góc để cho cái mầm nó mới lên đó mọi người, nó nhám nhám á. Nó bò nhám là nó làm biến. Nó nhám là bò nó đi à? Nhám nhám là nó làm biến, nó không có, có bò lên, nó bỏ đi liền. Đó, phải bỏ đều hết tất cả các chậu vậy nha mọi người. Đó, cái này cũng đâu có hại gì đâu. À. Này cái mầm này đẻ. À. Có chuyện gì? Hỏi có chuyện gì? Cái đang mắc làm. Để xác định ngay từ đầu rồi có gì đâu, em phải lăn tăn. Rồi tiếp tục bỏ trên cái chậu ở bên đây. Được thấy là mưa nó xuống. Vậy chứ cũng đỡ nó bò lên mấy cái mầm non á. Năm quái mình cũng bỏ một mớp hả? Tù thì nó không hết nổi. À. Mua của anh Sơn cầm ở ngoài Lạng Sơn về trị mình trị cũng không ăn thua. Ừ. Tháng có lại li ti như cái đầu chân nhang. Nhiều lúc trồng cái này và tối nửa đêm là phải ra bỏ vợ bỏ con ra đi lan, bỏ vợ bỏ con cứ em lan không. Em nghe thấy gì với em lan nè. Vậy cho lơ là em nghe mà. Vậy mà kêu sao em nghe làm YouTube lơ là. Bù qua bù lại chứ. Đó, nhiều lúc mình bị on mình kêu trời ơi làm đâu biết cái làm cái cực khổ đâu mọi người. Làm YouTube cũng thật là vất vả đúng không mọi người. Mà cứ ấy nói mệt bực cái mình. Đó, thì bỏ đều hết các chậu mọi người. Dạ rồi tối nay 11 giờ có bông bung dậy coi nữa không? Ôi trời ơi bên Trà Bá kia này nó đang mù tâm mù tiết, nó chuẩn bị mưa kìa. Mà bên mình lại nắng nè mọi người. À, thấy cười không? Thấy cười ghê luôn á. À, rớt xuống thì nó đây nè gặp ở tầng dưới đây. Rất vừa hôm bữa em đi xin nè. Em cũng xin ít chứ đợt trước em xin nhiều quá anh cũng bỏ lung tung. Bỏ đâu hết đúng không? Chừng nào cần thì cứ xuống đấy, xuống nhà máy xin. Cái này bỏ nó ẩm thì nó mất thẩm mỹ một tí thôi chứ không có sao. Ờ. À, cái này bỏ lên thì cái chậu lan nó không đẹp lắm. Nhưng mà bù lại thì mấy con ốc nó thấy nhám mà nó bỏ nó đi chứ không. Mấy cái mầm non mà mọi người biết không? Mấy cái mầm non mà nó ra đó. Trời ơi, nó ra mình thấy mơn mởn đó mọi người. Vậy là tối nó bò ra nó gặm cho một gặm. Trời ơi. Cái rễ của giò này đó.
Giờ đó do gì vậy? Cây cái này là cây chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc hả? Nó gặm mấy cái rễ của cái giò chuỗi ngọc là tê tua rồi hả? Nhưng mà nó ở dưới đó. Ở dưới đó, ban đêm nó mới lên. Ban đêm nó mới lên chứ sao? Sáng sớm hoặc là ban đêm là mình phải dậy mình ra mà phải rọi pin kỹ vô mọi người. Rọi pin kỹ lắm. Rồi pin từng ly từng tí vậy á là nó mới phát hiện ra mấy em như cái tâm nhang tí mà nó ăn sao độc đáo lắm. Mà nó ăn nó độc lắm, ăn cái miệng nó độc lắm. Do cái nước bọt của nó. Cái nước bọt của con ốc á. Nó ăn vô là cái cây này bị bùi luôn. À. Bị hút vô. Nó bị đuôi rồi mình mới cắt cái khúc đó mình bỏ đi rồi mình mới ấy thuốc vô. Mình mới bôi cái liền sẹo vô. Nhìn nó không có phát triển đẹp đúng không? Nó phát triển, nó cũng phát triển nhưng mà nó không có đẹp. Do cái rễ nó bị ăn hết rồi á. Đây là tối mưa nó rớt cũng nhìn nó xấu quá. À, bây giờ thì mình mới bỏ lên thì nó hơi xấu vậy chứ. Mưa gió thì nó hết, nó rớt xuống hết. Đó. Cái quá trình chăm cũng rất là công phu. À, mấy cái giò hạt vị nó cũng phát triển ghê chứ ta. À, cái này là gì nè, bữa đây là gì ta, dễ hạt heo quay trắng. Mình có biết nó ra bông đúng không? Đúng sao không đúng, cái này cây ra mà. Cái này là heo quay trắng. Cái này cây gì đâu phải cây con đâu. Cây này cây mình bán, nếu chịu ái cây ra thì là bán cũng được trăm mấy cây không? Bán phải chỉ giò lớn. Cái lá bị sao vậy? Bữa bôi kia liền xịu. À, cái lá đen đen đây là bôi kia liền xịu. Đây nó lên nó thấy nhém nhém rồi bỏ đi rồi. À. Con nào liều lắm, nó đói lắm mình ăn. Mình nói chung là nó liều thì nhưng mà nó bò ra thì nó nhám thì nó ăn vô thì nó cũng sẽ bị chết thôi mọi người. Nó không chết vì thuốc thì nó cũng chết vì trấu. Trấu sẽ chết được, đều nó nhám nó đi vô khác. Nên nó dính vô trong ái, nó ngậm vô trong miệng nó chứ. Đó. Và mình cũng đã bỏ xong hết rồi. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình. Mình xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Bây giờ video của mình cũng xin kết thúc tại đây. Xin chào mọi người, hẹn mọi người ở những clip sau ạ.